Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Học Văn Sáng Tạo cùng với anh Chí Hướng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một cái tác phẩm được coi là hơi khó học và nó thiên về lịch sử. Và thường là các anh chị ở khóa trước thì các bạn ấy rất sợ vào phải cái tác phẩm này. Thế nhưng mà càng khó thì chúng ta sẽ càng phải học, càng khó thì chúng ta sẽ càng muốn thử thách bản thân mình nhiều hơn. Cho nên ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ với các em những kiến thức liên quan đến tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung chia sẻ về bốn kiến thức trọng tâm liên quan đến tác phẩm này. Kiến thức trọng tâm đầu tiên là mình sẽ cùng tìm hiểu đôi nét khái quát về tác giả và tác phẩm. Thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích hình tượng người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ qua cái cuộc hành quân thần tốc đại phá quân Thanh. Và thứ ba là chúng ta sẽ thấy được cái sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vô tôi Lê Chiêu Thống. Cuối cùng là mình sẽ cùng nhau tổng kết lại những cái thành công về nghệ thuật. Ok, đầu tiên nha, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả và tác phẩm. Thì đầu tiên tác giả Ngô Gia Văn Phái chúng ta biết đó là một nhóm tác giả thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, nay thuộc huyện Thanh Oai của Hà Nội. Và hai tác giả chính đó là Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du. Họ đều là những cựu thần của nhà Lê, trung thành với vua Lê. Thế nhưng ở họ luôn luôn có ý thức tôn trọng lịch sử và có ý thức dân tộc. Tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này. Cái tác phẩm này nó được viết trong một cái khoảng thời gian rất là dài. Đó là những năm cuối thế kỷ 18 cho đến những cái năm đầu của thế kỷ 19. Và nội dung của tác phẩm này ghi lại cái cuộc sống thối nát của vua quan triều Lê Trịnh cùng với cái sự phát triển của phong trào Tây Sơn với người anh hùng Nguyễn Huệ đánh thù trong giặc ngoài. Tác phẩm này có tất cả là 17 hồi. Đầu mỗi hồi là hai câu thơ 7 tiếng. Mỗi câu thơ sẽ tóm tắt một cái sự kiện chủ yếu được kể ở trong hồi đó. Ví dụ như các em có thể mở sách giáo khoa, ngay cái phần nhan đề chúng ta sẽ thấy ngay hai cái câu thơ mở đầu. Đánh Ngọc Hồi, quân Thanh bị thua trận, bỏ Thăng Long, Chiêu Thống trốn ra ngoài. Và kết mỗi hồi cũng sẽ là hai câu thơ và là một cái câu: muốn biết việc sau thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ. Và cho đến nay thì trong lịch sử văn học Việt Nam chưa có một cái tác phẩm văn học nào tái hiện lại một cách chân thực và sinh động một cái giai đoạn lịch sử nước nhà được như cuốn tiểu thuyết lịch sử Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái. Và trong văn học Việt Nam trung đại thì Hoàng Lê Nhất Thống Chí là một tác phẩm văn xuôi chữ Hán có quy mô lớn nhất và đạt được những cái thành công xuất sắc về nghệ thuật tiểu thuyết. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái hồi thứ 14. Đây được coi là một cái hồi tiêu biểu nhất ở trong cái tác phẩm, ở trong cái cuốn tiểu thuyết lịch sử này. Và hai nội dung chính mà chúng ta sẽ thấy được ở trong cái đoạn trích này. Đầu tiên, đó chính là hình tượng người anh hùng dân tộc áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ qua cái cuộc hành quân thần tốc đại phá quân Thanh. Và nội dung thứ hai là chúng ta sẽ thấy được cái sự thất bại thảm hại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. Rồi, chúng mình sẽ trước tiên, trước khi mà đi phân tích vào chi tiết thì anh muốn các bạn nắm được những cái cột mốc thời gian có nhắc đến ở trong cái tác phẩm này. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm được 7 cái cột mốc. Cột mốc đầu tiên đó là vào ngày 24 tháng 11 thì Nguyễn Huệ nhận tin quân Thanh vào Thăng Long. Ngày 25 tháng 11 thì Nguyễn Huệ đã chính thức lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Ngày 29 tháng 12 thì Nguyễn Huệ đã ra Nghệ An để gặp Nguyễn Thuyết và Nguyễn Huệ đã ra Nghệ An để gặp Nguyễn Thiếp và tuyển quân lính ở đây. Ngày 30 tháng 12 thì ra đến Tam Điệp và mở tiệc khao quân. Ngày mùng 3 tháng 1 thì hạ thành Hà Hồi. Ngày mùng 5 tháng 1 thì chiếm Ngọc Hồi, kéo quân vào Thăng Long và cuối cùng là quân Thanh thảm bại, vua Lê thì bỏ trốn. Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về những kiến thức cơ bản liên quan đến hình tượng vua Quang Trung Nguyễn Huệ ở trong cái đoạn trích này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích 5 cái phẩm chất nổi bật nhất của Quang Trung.
Phẩm chất đầu tiên đó là một con người hành động với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Phẩm chất thứ hai đó là một con người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén trước thời cuộc. Phẩm chất thứ ba đó là một con người có ý chí quyết thắng và tầm nhìn xa trông rộng. Phẩm chất thứ tư đó là con người có tài dụng binh như thần. Và cuối cùng là hình ảnh của một vị anh hùng lẫm liệt ở trong chiến trận. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con người hành động với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Thì để mà chứng minh cho cái điều này, thì chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ và trả lời ba câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên là trong cái khoảng thời gian không dài, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 1788, khi nhận được tin cấp báo của Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết, thì Nguyễn Huệ đã có thái độ và quyết định gì nhỉ? Các bạn hãy cùng nhau mở sách giáo khoa. Ở ngay cái phần đầu tiên ấy, chúng ta có thể thấy được. Đâu nhỉ? Đây. Các bạn nhìn vào cái phần chú thích số 8 và số 9 được đánh dấu ở trong sách giáo khoa nha. Ngày 20 tháng ấy, Sở lui về Tam Điệp, thì ngày 24, Tuyết đã đến thành Phú Xuân. Bắc Bình Vương tiếp tin báo, giận lắm, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay. Đúng không? Như vậy thì cái phản ứng và cái thái độ đầu tiên của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ sau khi mà nhận được cái tin báo là Giặc Thanh đã chiếm Bắc Hà, đã kéo vào Thăng Long, thì ông tỏ ra vô cùng giận dữ và định thân chinh cầm quân đi ngay. Đúng không? Và trong cái khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 1788, thì ông ấy đã làm được những việc gì? Chúng ta thấy rằng là trong một cái khoảng thời gian tương đối ngắn, chỉ trong khoảng hơn một tháng thôi, thế nhưng mà Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm được rất nhiều việc lớn. Việc đầu tiên ông ấy làm được đó là tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế và lấy niên hiệu là Quang Trung. Các em biết rằng ở cái thời điểm mà Nguyễn Huệ nghe cái tin cấp báo đó thì ông mới chỉ là Bắc Bình Vương đang ở Phú Xuân mà thôi. Và nhận được cái tin cấp báo thì Nguyễn Huệ đã định thân chinh cầm quân đi ngay. Thế nhưng song trước cái lời bàn của các tướng sĩ, ông đã nhận thấy rằng việc đầu tiên mình cần phải làm bây giờ đó chính là lên ngôi hoàng đế để chính vị niên hiệu, thì mới có thể lấy được lòng người, mới có thể củng cố được lòng dân để xuất quân đi đánh giặc. Như vậy thì ngay sau cái thời gian một ngày khi mà nhận được tin cấp báo thì Nguyễn Huệ ông ấy đã làm được một cái việc lớn, đó là tế cáo trời đất, lên ngôi hoàng đế và lấy niên hiệu là Quang Trung để đánh quân Thanh. Rồi việc làm thứ hai mà Quang Trung Nguyễn Huệ làm được đó chính là tự mình đốc xuất đạo binh ra Bắc. Ông ấy đã tổ chức được cái cuộc hành quân thần tốc, hai người khiêng võng một người thay nhau nghỉ, đi suốt ngày đêm và nấu ăn cũng ở trên đường đi. Và Nguyễn Huệ vẫn đủ cái thời gian để gặp gỡ và tranh thủ ý kiến của một cao nhân La Sơn Phô Tử tên là Nguyễn Thiếp để hỏi về kế sách đánh giặc. Rồi ông ấy còn tuyển được binh và duyệt được binh lớn ở Nghệ An, phủ dụ tướng sĩ, hoạch định kế hoạch hành quân đánh giặc và cả kế hoạch đối phó với nhà Thanh sau chiến thắng. Quả thật, đó là một con người chỉ huy quân sự cực kỳ sắc sảo, một nhà chính trị có nhãn quan rất nhạy bén và tự tin. Và qua tất cả những điều đó thì chúng ta thấy được cái phẩm chất đầu tiên của Bắc Bình Vương Tây Sơn Nguyễn Huệ, đó là một con người hành động với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán. Được không? Rồi, sang đến cái phẩm chất thứ hai, đó chính là một con người có trí tuệ, sáng suốt và nhạy bén trước thời cuộc. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy được cái sự sáng suốt và nhạy bén trước thời cuộc của Quang Trung Nguyễn Huệ được thể hiện ngay trong cái việc mà ông ấy biết lắng nghe ý kiến của các tướng sĩ và các người tài. Ở cương vị của Nguyễn Huệ thì cái việc tiếp thu lời bàn của các tướng sĩ, biết lắng nghe và thực thi những cái điều ngoài ý định của mình, đó chính là một cái sự sáng suốt. Sự sáng suốt của một vị chỉ huy biết làm gì để đem đến những lợi ích chung cho sự nghiệp của cả dân tộc. Và cái trí tuệ sáng suốt của Quang Trung Nguyễn Huệ còn được thể hiện trong cái việc nhận định tình hình của giặc và của ta. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong cái lời phủ dụ tướng sĩ trước lúc lên đường ra Bắc. Các
Các em có thể mở sách giáo khoa trang số 66. Ở cái đoạn đầu tiên, trang số 66 bắt đầu từ cái dấu gạch đầu dòng á. Quân Thanh sang xâm lấn nước ta hiện ở Thăng Long. Các ngươi đã biết chưa? Cho đến không tha một ai, chớ bảo ta là không nói trước. Thì đây là cái đoạn đã thể hiện được cái lời phủ dụ tướng sĩ của Quang Trung Nguyễn Huệ đối với binh lính, đối với tướng sĩ của mình trước khi mà hành quân ra Bắc. Và ở trong cái lời phủ dụ tướng sĩ này thì chúng ta sẽ thấy rằng Quang Trung đã nói với tướng sĩ của mình 4 điều. Điều đầu tiên đó là khẳng định chủ quyền của dân tộc. Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy đều đã phân biệt rõ ràng. Phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị. Người phương Bắc không phải nói giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Đúng không? Thì ở cái câu mà đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau ra mà cai trị. Cái chi tiết này nó thể hiện cái chủ quyền lãnh thổ của đất nước, của dân tộc. Rồi ông ấy còn lên án và tố cáo cái tội ác của người phương Bắc đối với nhân dân ta. Từ đời Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải. Người mình không thể chịu nổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Và cái thần tình của Quang Trung Nguyễn Huệ đó là sau khi mà đã khơi gợi được cái chủ quyền lãnh thổ, sau khi đã lên án được cái tố cáo, sau khi đã lên án và tố cáo được cái tội ác của người phương Bắc, thì ngay sau đó ông ấy đã nhắc lại một cái truyền thống lịch sử yêu nước, một cái truyền thống lịch sử đánh giặc ngoại xâm của dân tộc từ các thời đại trước. Đời Hán có Trương Nữ Vương, đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, đời Minh có Lê Thái Tổ. Các ngài không nỡ ngồi nhìn chúng làm những điều tàn bạo, nên đã thuận lòng người, giấy nghĩa quân, đều chỉ đánh một trận là thắng và đuổi được chúng về phương Bắc. Và toàn bộ cái phần còn lại thì Quang Trung Nguyễn Huệ, ông ấy đã kêu gọi quân lính đồng tâm hiệp lực và ra kỷ luật nghiêm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là qua cái lời phủ dụ tướng sĩ này, nó giống như một cái bài hình ngắn gọn mà ý tứ phong phú sâu xa, nó đã có tác dụng kích thích lòng yêu nước và truyền thống quật cường của dân tộc. Và cái lời lẽ của một đấng minh quân thật là rõ ràng, cái lập luận thì vô cùng chặt chẽ, đã khiến cho chúng ta nhớ tới Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn, nhớ tới Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Và chúng ta còn nhớ tới một cái lời hịch, đó là đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc Sơn Hà chi hữu chủ. Như vậy thì có thể nói rằng Quang Trung ông ấy đã thật sáng suốt khi nhận thấy rõ bản chất của kẻ thù, và cũng rất sáng suốt khi khơi gọi được cái lòng yêu nước, cho nên quân lính nhất nhất xin vâng lệnh, không dám hai lòng. Và cái trí tuệ sáng suốt của Quang Trung Nguyễn Huệ còn được thể hiện trong cái việc xét đoán và dùng người. Ở cương vị là hoàng đế thì việc nhìn nhận bề tôi đó là một cái điều vô cùng quan trọng, và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái lời lẽ của ông đối với Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân, những con người mà đáng lẽ ra họ đang có tội, quân thua thì phải chém tướng. Song Quang Trung đã hiểu rất rõ năng lực của họ, cho nên ông đã nhận rõ các tướng lĩnh của mình đều là hạng võ dũng, chỉ biết gặp giặc là đánh, đến việc tùy cơ ứng biến là không có tài. Cho nên ông đã sắp xếp Ngô Thì Nhậm để hỗ trợ cho họ. Và hiểu rõ tướng lĩnh của mình, Quang Trung không phạt họ, mà trái lại, ông còn an ủi động viên họ, biết lo xa, biết làm cho kẻ địch chủ quan kiêu ngạo. Cách hiểu người và cách dùng người đến mức tri âm tri kỷ mà sáng suốt như thế chỉ có ở Quang Trung. Và nhờ cái sự sáng suốt am hiểu bề tôi tường tận, ân uy đúng mực như vậy, cho nên là Quang Trung Nguyễn Huệ, ông ấy đã tập hợp, đã tổ chức được một lực lượng giống như Lê Lợi xưa kia. Nhân dân bốn cõi một nhà, dựng cần trúc, ngọn cờ phấp phới. Tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông, chén rượu, ngọt ngào. Đó, thì chúng ta đã vừa phân tích xong cái phẩm chất thứ hai của Quang Trung Nguyễn Huệ được thể hiện trong cái việc là trí tuệ sáng suốt và nhạy bén trước thời cuộc. Chúng ta sẽ có 3 ý. Đầu tiên đó chính là biết lắng nghe ý kiến của tướng sĩ và người tài. Thứ hai được thể hiện trong cái lời phủ dụ tướng sĩ.
và thứ ba được thể hiện trong cái việc xét đoán và dùng người, đúng không? Rồi, chúng mình sẽ chuyển sang đến cái phẩm chất thứ ba, đó là một con người có ý chí quyết thắng và có tầm nhìn xa trông rộng. Cho dù là quân Thanh đang đóng gần hết đất Bắc Hà, thế nhưng mà nhờ cái sự sáng suốt tự tin và mưu lược tiến đánh đã sẵn, 10 ngày đánh đuổi, 10 ngày sẽ đánh đuổi được người Thanh. Nhưng đó không phải là cái đích, mà cái đích lớn Quang Trung tính đến đó là khéo lời lẽ để dẹp yên binh đao. Cho nên Quang Trung Nguyễn Huệ đã sáng suốt chọn Ngô Thì Nhậm vào việc giao dịch với nhà Thanh sau này. Nhưng tầm nhìn của ông còn xa hơn nữa. Ngay cả khi ngồi trên lưng voi trước trận đánh, Quang Trung đã chuẩn bị kế hoạch cho 10 năm sau. Quả là một nhà chính trị văn hóa, một đấng minh quân, một người anh hùng tài trí có tầm nhìn chiến lược sâu sắc hơn bao giờ hết. Đúng không? Vậy thì cái ý chí quyết chiến quyết thắng của Quang Trung Nguyễn Huệ được thể hiện trong cái việc là mặc dù là vừa mới khởi binh, mặc dù là quân Thanh đã chiếm gần hết Bắc Hà, thế nhưng mà Quang Trung, ông ấy nói chắc như đinh đóng cột là phương lược tiền đánh đã có sẵn và biết thắng giặc trong vòng 10 ngày. Rồi ông ấy còn hẹn trước khao binh ăn Tết mùng 7 ở Thăng Long. Mặc dù là chưa thắng giặc, thế nhưng mà Quang Trung Nguyễn Huệ, ông ấy đã nghĩ đến kế sách ngoại giao và kế hoạch hòa bình trong vòng 10 năm tới. Thì tất cả những cái chi tiết này sẽ cho chúng ta thấy rằng Quang Trung là một con người có ý chí quyết thắng và có tầm nhìn xa trông rộng. Sang đến cái phẩm chất thứ tư, đó là một con người có tài dụng binh như thần. Thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem là cái tài dụng binh và cái tài chỉ huy chiến đấu giành chiến thắng của Vương Quang Trung Nguyễn Huệ được thể hiện trong hồi thứ 14 này như thế nào. Ở trong cái hồi thứ 14 này thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về cái cuộc hành quân thần tốc đại phá quân Thanh của Quang Trung Nguyễn Huệ. Và quả thật là cho đến tận bây giờ thì cái cuộc hành quân thần tốc vẫn làm cho người đời sau kinh ngạc. Bởi vì là một cái đạo binh đông như thế lại có thể đi nhanh và an toàn, đảm bảo bí mật đến nơi tập kết đã định được như vậy. Mà phương tiện hành quân chủ yếu là đôi chân của chiến sĩ với ngựa, voi, xe kéo, cả đại bác, hỏa hổ nặng nề. Chúng ta sẽ chú ý cột mốc đầu tiên, đó là trong vòng 4 ngày, từ ngày 25 tháng Chạp cho đến ngày 29 tháng Chạp, đội quân của Quang Trung Nguyễn Huệ đã vượt qua 350 km đường núi đèo, vừa tuyển binh, vừa duyệt binh, tổ chức đội ngũ chỉ trong vòng 1 ngày. Và chỉ trong 1 ngày sau đó thì đã vượt được 150 km để tiến tới Tam Điệp. Và đêm 30 Tết đã ngay lập tức lên đường, vừa hành quân, vừa đánh giặc. Khi thì bao vây bức hàng giữa nửa đêm như ở Hà Hồi, khi thì công thành quyết chiến như ở Ngọc Hồi, khi thì đánh Gọng Kìm, phục binh như ở Đại Áng Đầm Mực, và dự định vào Thăng Long ngày 7 tháng 1. Thế nhưng mà trong thực tế đã vượt trước 2 ngày, đã đánh là thắng, chiến đấu vô cùng dũng mãnh, quyết tử, quân đội nghiêm minh, thật là kỳ diệu bởi tài chỉ huy của vị chủ tướng. Chiều 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu thì đàn quân áo đỏ đã tiến vào kinh thành Thăng Long. Và chúng ta thấy rằng là cái tài chỉ huy quân sự của Quang Trung Nguyễn Huệ còn được thể hiện rõ trong cái cách chọn đánh bất ngờ, biết giặc kiêu căng khinh suất, thế là tổ chức đánh ngay, biết chọn tướng chỉ huy, hoạch định tiến công và phối hợp giữa các cánh quân. Và kết quả của cái tài thao lược ấy được thể hiện rõ ở đồn Ngọc Hồi, Hà Hồi, khiến cho quân Thanh trở tay không kịp. Cái cách đánh bất ngờ thần tốc táo bạo đến mức khi mà quân Tây Sơn kéo vào Thăng Long thì Tôn Sĩ Nghị đã không hề được tin cấp báo. Vì vậy mà quân tướng nhà Thanh nhìn thấy quân Tây Sơn như nhìn thấy tướng ở trên trời rơi xuống, quân ở dưới đất trôi lên. Và cái sự thảm bại của quân Thanh đó là kết cả tất yếu. Chúng ta có thể so sánh với Bình Ngô Đại Cáo, thành đan xá thây chết đầy núi. Quang Trung cùng với đội quân của mình đã đánh dấu thêm một cái mốc son chói lọi trong những cái trang sử hào hùng của dân tộc. Đến phẩm chất thứ 5 của Quang Trung Nguyễn Huệ, đó là hình ảnh một cái vị vua lẫm liệt, khí phách hào hùng ở trong chiến trận. Thì dưới những cái trang văn hào hùng mang tính sử thi của Đoạn Trích thì chúng ta như nhìn thấy hình ảnh Quang Trung khoác áo bào đỏ, cưỡi trên lưng voi, chỉ huy một đội quân dàn trận chữ nhất tiến vào Thăng Long.
Ba quân đội ngũ chỉnh tề tiến, trăm họ chật đường vui tiếp nghênh. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam đã có rất nhiều ông vua từng thân chinh cầm quân đánh giặc, nhưng vừa nắm quyền chỉ huy, vừa quyết đoán phương lược, vừa đốc xuất đạo binh và đi với một cái mũi tên tiến công xông pha nơi hòn tên mũi đạn thì hình như chỉ có một Quang Trung. Trong cái ánh sáng lờ mờ của buổi ban mai, trong cái khói tỏa mù trời của súng đạn, Quang Trung với khí phách lẫm liệt, hào hùng đã khắc tạo một cái hình tượng đẹp trong chiến trận. Hình ảnh ấy đã được sử sách còn ghi lại. Ngày mùng 5 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, tấm áo bào đỏ của Quang Trung sạm đen khói súng. Quang Trung đã trở thành một hình tượng đẹp đẽ về người anh hùng với khí phách hiên ngang, lẫm liệt trong văn học cổ Việt Nam và trở thành một cái tượng đài bất hủ trong văn học cổ của dân tộc. Có thể nói rằng các tác giả Ngô Gia Văn Phái là những cựu thần chịu ơn sâu nặng của nhà Lê, nhưng họ đã không thể bỏ qua sự thực là ông vua nhà Lê hèn yếu, cõng rắn, cắn gà nhà, và chiến công lừng lẫy của vua Quang Trung đó là một cái niềm tự hào lớn lao của cả dân tộc. Họ là những con người tôn trọng sự thật lịch sử và có ý thức dân tộc. Bởi thế nên họ đã viết rất thực và viết rất hay về người anh hùng dân tộc áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Như vậy thì chúng ta vừa mới phân tích nhau, xong về 5 cái phẩm chất của Quang Trung. Đầu tiên đó là hành động mạnh mẽ quyết đoán. Thứ hai là trí tuệ sáng suốt nhạy bén trước thời cuộc. Thứ ba là ý chí quyết thắng tầm nhìn xa trông rộng. Và thứ tư, con người có tài dụng binh như thần. Và cuối cùng đó là hình ảnh một cái vị vua lẫm liệt ở trong chiến trận. Rồi chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang đến cái nội dung quan trọng thứ hai, đó chính là hình ảnh của bọn cướp nước và bán nước. Hay chúng ta còn có một cái nhan đề khác là sự thất bại của quân tướng nhà Thanh và số phận bi đát của vua tôi Lê Chiêu Thống. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái bọn cướp nước nha, đó là quân Thanh. Mưu cầu lợi riêng, bất tài, không biết mình, biết địch, kiêu căng chủ quan, tự mãn, giặc gầy mà ta béo, nuôi mấy ngày cho béo để đến nộp thịt. Mấy ngày Tết thì chỉ chăm chú vào việc tiệc tùng vui chơi, không hề đề phòng cảnh giác, tin tức cũng không thông. Và khi quân Tây Sơn đến, tướng sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, vất cả ấn tín, bàn đèn, bỏ chạy thục mạng qua cầu phao sông Hồng. Quân sĩ thì hoảng loạn giày xéo lên nhau bỏ chạy, nước sông Nhị Hà tắc nghẽn không còn chảy được vì cầu phao gãy. Đêm ngày chạy gấp không dám nghỉ ngơi. Đúng không? Và cái cảnh quân Thanh thua trận cút xéo về nước cũng không khác mấy cảnh quân Minh ở đầu thế kỷ thứ 15. Rồi chúng ta còn phân tích cái số phận của triều đình bán nước Bù Nhìn Lê Chiêu Thống. Chịu một cái nỗi sỉ nhục của kẻ đầu hàng Bù Nhìn, suốt mấy ngày chầu trực cầu cạnh van xin mà vẫn không được sĩ nghị tiếp. Và từ xưa đến nay thì chưa thấy có một vua chúa nào lại đê hèn đến như vậy, lời nhận xét của dân Thăng Long đương thời. Và kết cục thì Lê Chiêu Thống và gia đình của y cùng với quan lại tay sai cố chấp trung thành với y đều phải chung một cái số phận bi thảm của kẻ phong quốc. Y đưa thái hậu hớt hải, sợ hãi chạy bán sống bán chết, cướp cả thuyền của dân để qua sông, đuổi kịp họ Tôn. Thầy tớ chỉ còn biết nhìn nhau chảy nước mắt than thở. Và cuối cùng thì vua nhà Lê đã chết ở nơi đất khách quê người. Tuy nhiên thì cái đoạn văn tả chân thực cái sự khốn cùng và thê thảm của vua Lê và gia tộc, tác giả vẫn gửi ở đó một chút thương cảm của một kẻ bề tôi. Giọng văn có phần ngậm ngùi, thương cảm. Đó cũng là một cái điều dễ hiểu. Và cuối cùng thì chúng mình sẽ cùng nhau tổng kết về những cái thành công nghệ thuật ở trong cái đoạn sách này. Đầu tiên là chúng ta sẽ kể đến cái cách trần thuật đặc sắc, cái lối kể xen kẽ nhiều miêu tả sinh động, cụ thể và gây ấn tượng mạnh. Rồi ghi lại những cái sự kiện lịch sử diễn biến gấp gáp, khẩn trương qua từng mốc thời gian và miêu tả cụ thể từng cái hành động, lời nói của nhân vật chính, từng trận đánh, những cái mưu lược tính toán, thế đối lập tương phản giữa hai đội quân. Một bên thì sộc sạch trễ nải, nhát gan, một bên thì xông xáo dũng mãnh và nghiêm minh. Rồi, chúng mình đã tìm hiểu xong về tất cả những kiến thức cơ bản liên quan đến tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Cái bài này nó sẽ hơi khó học trong cái việc dẫn chứng ấy, thì các bạn cố gắng là mở sách giáo khoa và theo dõi cái bài giảng của anh ấy. Tức là đến đâu thì các em có thể dùng cái cây bút của mình hoặc là cái bút nhớ để chúng ta đánh dấu dẫn chứng đến đó. Và
vào cái buổi tối thứ hai tuần sau thì anh sẽ có một cái buổi livestream với các bạn để chữa những cái câu hỏi đọc hiểu liên quan đến tác phẩm này. Thì các bạn có thể là ngày hôm nay hoặc là những ngày cuối tuần chúng ta sẽ cùng nhau xem lại những kiến thức cơ bản về tác phẩm Hoàng Lê Nhất Thống Chí, để sang đến buổi thứ hai tuần sau thì anh sẽ cùng với các bạn chữa những câu hỏi đọc hiểu liên quan đến tác phẩm này. Đôi khi là kiến thức mà chúng ta học ấy, chúng ta chỉ nắm được khoảng 30-40% thôi, nhưng mà khi mà chúng ta làm những cái bài tập hay là chúng ta chữa những câu hỏi đọc hiểu thì các bạn có thể nắm nó kỹ hơn. Thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối thứ hai tuần sau nha. Bye bye.